Nay thì sau gần 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã trở về bình thường sau 3 lần lấy tiền âm tính. Đây là một niềm tự hào của chúng tôi, cũng như là gửi lời lên sự cảm ơn lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo sở, như là thành phố. Chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với cuộc chiến này còn dài. Ta chưa biết chỗ nào là điểm dừng, nhưng tôi tin tưởng rằng đằng sau chúng tôi và lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo sở và lãnh đạo thành phố, cũng như sự ủng hộ của các ban ngành, của nhân dân, chúng tôi tiếp tục sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Như tôi nói lúc này thì các anh chị ở đây là khi mà được được một cái diễn viên diễn tần như thế này thì ai cũng phải lo lắng cả. Nhưng chúng tôi lo lắng nhưng chúng tôi không lo sợ, mà chúng tôi có sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp và của đồng tình của nhân dân, chúng tôi nhiệt tâm và hàng cả ngày thì công việc chúng tôi làm càng suôn sẻ và thuận lợi hơn. Xin mời các bạn, các anh chị vào trong. Tính tự tin nha. Tôi hòa chung với cái niềm vui này á. Tuyệt vời. Chào mọi người, ở đây giống như gia đình vậy. À, hôm qua bác sĩ nói là em sẽ được chuyển phòng tại vì em negative rồi. Cái em cảm thấy buồn, em cảm thấy thôi bác sĩ cho con ở đây nữa đi, con không muốn đâu. Kiểu như ở đây có cô này vui lắm, con không muốn đi. Rồi xong lúc mà em mới dọn đồ đi, cái xong mọi người ở đó cũng kêu là trời sẽ nhớ Phương Anh lắm. Nói chung mọi người như một gia đình, em rất là thích. Với lại ở đây á, là được ăn uống đầy đủ. Em cảm giác giống như là cái bệnh này á, mình chỉ cần là ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, với lại cảm thấy thoải mái là nó sẽ kiểu như là hết nhanh thôi. Em lúc mà em đi du học ở Mỹ đến giờ, lúc mà em về thì em cũng chưa có được về nhà. Hiện tại đến nay em cũng chưa được về nhà. Nên lúc mà em nghe tin là em chưa được về nhà mà đã phải vào đây thì đương nhiên em cũng rất là nhớ nhà và em cũng chưa gặp bố mẹ từ lúc mà em bay về Mỹ về luôn. Nên lúc đó thì em cũng nói thật là rất là buồn. Nhưng mà em lại suy nghĩ lại thì em cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Mà em nói là có tin vui nè, hôm nay con được về rồi. Sao em vui quá trời luôn mà kiểu cái cảm xúc mà vui không biết nói gì luôn á anh. Lời cảm ơn tới bác sĩ Lân là tại vì mỗi ngày bác sĩ vô bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mọi người, bác sĩ lấy dịch cho mọi người. Thì đôi khi bác sĩ nói giống như là bác sĩ hỏi thăm, tuy là những câu hỏi rất là bình thường, đơn giản giống như là có triệu chứng gì không, ăn ngủ được không. Nhưng mà em cảm giác giống như là một nguồn động lực rất là lớn cho các bệnh nhân có thêm hy vọng, giống như là có thêm hy vọng với lại động lực để giống như là cố gắng vượt qua căn bệnh này. Cái này là dọc các bạn. Đó đang nào anh chẳng ra ngoài đây. I couldn't believe that I am ill. I didn't have any symptoms, so yeah. I was quite surprised. Yeah. But the fever came after, so now I realized it's serious. Yeah. I am very very grateful for the care I've got here. It's super, and all the staff, doctors, you know, and nurse, they were very professional and also very nice at the same time. Yeah. So I really appreciate the care I got here. Thank you very much. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bác sĩ cũng rất là kiểu đây có một cái group chat đấy, kiểu mình có vấn đề gì ngay lập tức thì mình phải nhắn một cái group đó. Sau bác sĩ sẽ mình cần đồ gì thiếu là bác sĩ sẽ đưa lên. Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã theo dõi em suốt ngày nay và những người mà cần ở đó thì sẽ ra sớm thôi. Bệnh cũng nhẹ nên không cần lo lắng quá. Hầu hết 5 trên 7 ca là triệu chứng thường là chỉ nhẹ, sốt nhẹ, ho nhẹ thôi. Nhưng mà có hai bệnh nhân là tự diễn tiến nặng hơn, có viêm phổi kèm cho nên là phải sử dụng kháng sinh. Thì đó là bệnh nhân người Séc và một cô bệnh nhân ngày hôm qua đã ra viện.
hay là ông đang mượn kiếm khách sạn? Cái này là thư của phòng. Thư của mấy bạn trong phòng đó. Cái này còn mở cái này ra không? Em mở ra nè. Nè, đó em làm rất là ý nghĩa, rất là hay nè. Mà bữa bác sĩ nói là bác sĩ không được nhận cái gì của em hết nên em buồn quá. Cái này có vẻ như là nhật ký em viết lại trong những ngày mà em ở đây đúng không? Đúng rồi. Cũng không hẳn, nhưng em chỉ viết lại những cái việc mà em cảm thấy là vui trong đây. Đó, giống như là lời nói nè. Giống như là y tế vô nè em ơi, tôi phải chạy vô đi. Lúc nãy có sốt không, lại đây chị bắn nhiệt độ cho. Cái sau em mới kêu dạ không chị ơi, cái vậy thôi về phòng đi nhé. Thì giống như một cái nhật ký nhỏ đó. Suốt kệ cứ em ơi đem có chuyện vô, em ơi đem có chuyện vô. Đó, thấy không, em làm công phu ở trong đây là những cái lời nói đúng của, đúng của đúng các đó. Bạn cùng phòng. Ôi, họ trông những cái niềm vui này á. Cũng như bao gia đình khác thì khi mà người thân xuất viện thì cái niềm vui đó rất là dâng trào. Nhưng đặc biệt là khi cái niềm vui tới thì cũng phải không quên ơn những cái người mà giúp cho cháu khỏi bệnh. Đầu tiên là những cái bác sĩ trực tiếp điều trị cho tất cả những bệnh nhân ở trong đây thì họ đã hy sinh ngày và đêm. Thì cái hy sinh đó tôi cho rằng là trong cuộc đời này không có dễ gì mà trả được cái ơn đó. Cái thứ hai là cảm ơn cái khu quân sự này, các anh bộ đội đã phải hy sinh cái chỗ ăn và chỗ ở để dành cho những bệnh nhân. Hiện tại á, tới là 4 ca này á, hầu hết á, những là triệu chứng của những bệnh nhân này là tương đối là nhẹ. Dĩ nhiên là theo khuyến cáo và theo luôn cả phác đồ của Bộ Y tế thì bệnh nhân phải tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày và có sự theo dõi của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Thì 14 ngày được tính là sau cái ngày mà bệnh nhân được xét nghiệm 2 lần âm tính tối thiểu 10, cách nhau 24 tiếng và tính từ thời gian đó tiếp theo là 14 ngày nữa. Tức là không phải tính từ thời gian bây giờ mà tính thời gian âm tính 2 lần. Có nghĩa là những bệnh nhân ở đây đều được xét nghiệm âm tính trên 2 lần. Hiện tại em ở đây đã được 2 tuần và khi được bước đầu tiên em đến đây là đến trung tâm y tế huyện Tam Đảo. Và sau đó là em khi biết mình dương tính thì em được chuyển xuống dưới này từ trung tâm y tế huyện Bệnh viện Đa khoa Quang Hà. Đấy, cả ở trung tâm y tế huyện Tam Đảo và bệnh viện Đa khoa Quang Hà thì mọi người, các y bác sĩ là rất là quan tâm đến bọn em, từ giấc ngủ đến ăn uống sinh hoạt, là lúc nào các bác cũng sẽ hỏi là có thiếu cái gì không, hoặc là ăn uống thì có ngủ nghỉ được không, nếu mà có vấn đề gì thì sẽ mình sẽ ý kiến luôn với cả các bác đấy, hoặc là các chị y tá. Mọi người từ tất cả, từ trên Tam Đảo đến xuống dưới này thì em cảm thấy mặc dù là mình khi mà về đến đây thật sự là bọn em không biết là mình mắc cái này và cũng không biết, không mong muốn là mình mắc cái này, nhưng mà khi đã mắc phải rồi thì lúc đầu là rất là buồn vì bọn em mà đã ảnh hưởng rất là nhiều đến mọi người, từ tất cả, không chỉ riêng đến gia đình mà cả nước, từ làm cho các bộ y tế, các ban ngành rất là vất vả trong cái thời gian qua. Từ Tết đến giờ có những người đã không được nghỉ Tết, phải trực ban ở bệnh viện, hay là các đồng chí, các chiến sĩ công an, bộ đội không quản ngày đêm vất vả, trời rét phải trực ban. Giờ là qua đây em muốn gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi chân thành đến tất cả các ban ngành, các y tế đã thời gian qua quan tâm đến bọn em. Em cảm ơn. Rồi. Trong những lúc mà vào trong bệnh nhân thì còn chặt, và có thể 10.000 thì có thể sẽ cung cấp cho cả người dân nữa.